Ngọc Khánh xin kính chào tất cả mọi người. Chị Khánh Vân ơi, thì dạo gần đây thì bạn bè em thường hay hỏi ra là có cái sản phẩm nào để trị bệnh gút hay không ấy, thì chị có thể tư vấn cho em một số sản phẩm được không ạ? Em ơi, dạo này chị đang có sản phẩm này em nhá. Đây là một trong những sản phẩm mà bán rất là chạy ở Bảo Khánh. Đây chính là sản phẩm cao gắm em nhá. Sản phẩm cao gắm này thì do người tài chính tay sản xuất, nên là em nếu mà em có thể sử dụng này, hoặc là em giới thiệu cho bạn bè hoặc người thân của em thì hoàn toàn có thể yên tâm. Tại vì các nguyên liệu ở đây thì hoàn toàn là tự nhiên, mà sử dụng sản phẩm này sẽ rất là tốt đối với sức khỏe của mình, đặc biệt là những người bị đau mỏi xương khớp này, hoặc là những người bị bệnh gút, hoặc trong dịp Tết sắp tới phải sử dụng nhiều thức ăn chứa nhiều đạm, thì sản phẩm cao gắm này là một giải pháp rất là hữu hiệu em nhé. Sản phẩm này thì hiện tại ở Bảo Khánh đang bán rất là nhiều. Nếu mà em muốn giới thiệu cho bạn bè thì hãy bảo bạn bè nhanh tay đặt hàng nhé.